Hey, chào mừng bạn đã đến với YouTube Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm sao để chúng ta có thể tạo ra các cái menu ở trong cái thằng Unity Editor Thì cái này nó không liên quan thì đến cái lập trình game cả Nhưng mà nó giúp chúng ta tối ưu được cái thời gian và thao tác với lại là cái Editor nó nhanh hơn ha Nó cũng giúp cho cái việc là debug game nó đỡ tốn thời gian hơn Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé Ở đây mình có một cái menu ở trên này này Nó có là YouTube Sau đó là menu demo 1 này Menu demo 2 này Thì làm sao để mà chúng ta tạo ra được cái menu này thì Bây giờ chúng ta sẽ vào trong code này Trong code này thì rất là đơn giản thôi Chúng ta sẽ import cái thư viện Unity Editor vào đây Đó Đây Sau đó thì chúng ta sẽ có này có cái uh, thằng uh, uh, attribute trong này nó gọi là cái cái attribute cái thuộc tính ha chúng ta sẽ có là menu item sau đó là là uh, trong này là tên cái menu và ở dưới là cái phương thức cái phương thức này là khi mà bấm vào cái menu đó thì là nó sẽ chạy nó như này uh, cái chỗ này phương thức này nó phải là cái thằng static nha nó yêu cầu là cái phương thức đó phải là static đó như này khi mà bấm vào cái menu ở bên dưới thì nó sẽ chạy cái phương thức ở bên dưới đó bây giờ chúng ta sẽ thử nhé à, ra ngoài này bây giờ chúng ta sẽ vào console này chúng ta sẽ bấm YouTube uh, menu demo 1 đó nó sẽ ra là this is a um, demo menu 1 đó tiếp tục như này nó cũng ra cái thông báo cho cái menu demo 2 đó như này đó, rất là đơn giản thôi ở trên này thì là à, cái thằng thuộc tính menu item ở trong đó chúng ta truyền tên cái menu vào và ở dưới là cái phương thức để mà chạy khi mà chúng ta bấm vào cái menu đó thì ở đây chúng ta có thể là gom nhóm những cái menu vào cùng một tên ở đây chúng ta thấy là à, trong cái menu YouTube này nó sổ ra là là cái thằng là menu demo 1 này à, menu demo 2 này đó chúng ta gom nhóm vào dưới cái tên là YouTube và và để mà gom nhóm thì chúng ta sẽ dùng cái dấu gạch sượt này này đó. cái dấu gạch sượt này để mà gom nhóm nhé ví dụ ở đây thì mình không gom nhóm nữa mà mình cho nó là con đi ví dụ như là YouTube Uh, YouTube này chỗ này là sắp sắp menu nhé sắp menu đó như này chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ thấy đó YouTube này bây giờ chúng ta có sắp menu này xong rồi mới đề, mới đến là uh, menu demo 2 đó như này uh, nếu mà chúng ta không muốn gom nhóm nó thì chúng ta có thể là tách rời ra cũng được nó như này tách rời ra thì ở trên xem uh, nào đâu à ờ cái thằng này nó phải yêu cầu là có sub menu cơ đây này nó phải yêu cầu một cái uh, cái sub menu là như này ví dụ như là tách ra uh, menu demo 2 uh, chỗ này chúng ta đưa vào là sub nó nó yêu cầu phải có một cái shop. Đây chỗ này đã xuất hiện là menu demo 2 rồi này. Đó. Chúng ta click vào cái shop này. Đó, đã ra thông báo luôn này. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta tạo ra cái menu dạng như vậy là nó ở trên cái thanh kia. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái dạng menu khác. Này. Chúng ta chú ý vào cái thằng uh, chi nhé chi trên này, này Đó, chúng ta có cái đối tượng game object là Demo Chúng ta sẽ có cái này đây Chúng ta click uh, chuột phải này Chúng ta sẽ thấy có một cái menu mới xuất hiện ở bên dưới cùng này Đó là YouTube Context uh, Menu Demo này Đó, như thế này Khi mà bấm vào thì nó cũng chạy ra cái dòng thông báo này Đó, đây cái loại này nó có tên là context uh, menu ha context menu uh, cái loại um, menu vừa rồi ấy, thì chúng ta sử dụng cái thằng editor do vậy là chúng ta sẽ phải đưa cái script của chúng ta vào trong cái thư mục editor nha đây này không là khi mà build game thì nó sẽ bị lỗi đấy đó à, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái dạng menu Contact cái dạng này thì chúng ta không cần để vào trong cái thư mục editor chúng ta không dùng đến thư viện editor cho nên là chúng ta không cần nó chúng ta sẽ xem code nhé code này đây à, cái cái chỗ này chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ xem lại một cái biến này, level name này à, level name này chúng ta cũng có một cái phương thức này, đó là load level này load level này và khi mà bấm vào cái menu đó thì chúng ta sẽ có là cái thông báo là level được, nó như này đó, context menu này thì chúng ta có thể sử dụng mà, uh, cho cái phần biến hay là cho cái phần uh, menu tổng cũng được. Đầu tiên là sử dụng cái context menu cho cái phần uh, biến ha, thì chúng ta có một cái thuộc tính đó là context menu item đó. Và trong này chúng ta sẽ xem là nó cần cái gì, nó cần một cái đó là tên menu đó sau đó là tên cái phương thức để mà chạy cái menu đó như này nó và chúng ta sẽ đưa nó lên trên cái cái biến mà chúng ta uh, muốn là là xử lý đó như này chúng ta vào cái level name chúng ta chuột phải chúng ta thấy menu luôn load level nó uh, tiếp theo chúng ta sẽ có đây cái dạng menu là menu tổng và không áp dụng cho cái thuộc tính thì chúng ta đơn giản là chúng ta dùng cái thuộc tính là contact menu và chúng ta truyền vào cái tên menu nó như này và ngay ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái phương thức để mà chạy cái menu đó đây phương thức để chạy cái menu đó như này đó bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta như này chuột phải vào cái ship và chúng ta sẽ thấy là cái menu contact tổng nó đây nó chúng ta hoàn toàn có thể là tạo ra nhiều cái menu nữa tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ok, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, thấy nó hữu ích thì đừng ngại like hay là chia sẻ video để mà ủng hộ cho team YouTube nha. Hy vọng là còn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Nếu mà không thích thì dislike. Còn nếu mà có ý kiến gì thì cứ để lại ở dưới phần comment nhé. Bye bye.